Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở khu di tích lịch sử đặc biệt thành Cổ Loa. Và phía sau của Duy đây đó là nhà trưng bày khu di tích đặc biệt thành Cổ Loa. Khi quý vị và các bạn về với thành Cổ Loa thì chúng ta đã biết đây là một trong những địa điểm di tích lịch sử rất là quan trọng của Hà Nội. Đây trước kia đã từng là cố đô của An Dương Vương, cũng như có một thời kỳ khi mà Ngô Quyền giành được độc lập thì cũng chọn Cổ Loa là nơi định đô. Khi quý vị tới đây, ngoài các di tích như Đền Thượng, Đình Ngự Triều Di Quy, Am Mỹ Châu, Chùa Bảo Sơn và một số những di tích lịch sử, nhà trưng bày cũng là một trong những địa điểm, địa chỉ mà quý vị nên ghé qua. Nơi đây trưng bày những hiện vật cổ và hiện vật được phục dựng cách đây hàng nghìn năm, giúp quý vị có cái nhìn trực quan và toàn diện nhất về khu di tích Cổ Loa này. Và hôm nay Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào nhà trưng bày để tìm hiểu những di tích lịch sử được khai quật ở thành cổ Cổ Loa nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang ở tầng 2 của bảo tàng thành Cổ Loa. Ngay phía sau Duy đây đó là hai cái nỏ Liên Châu, là cái mô hình được phục dựng lại. Nó bắn được 10 mũi tên giống như trong truyền thuyết. Khu di tích Cổ Loa là sự kết tinh hội tụ những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cả mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trên mặt đất Cổ Loa còn lưu giữ những dấu tích vật chất về kiến trúc quân sự và đô thị cách đây trên 2 thiên niên kỷ. Những kết quả nghiên cứu khảo cổ học qua nhiều thời kỳ trong lòng đất đã khẳng định rằng Cổ Loa là một trong những di tích hiếm hoi chứng kiến quá trình phát sinh, phát triển của nền văn minh sông Hồng. Cổ Loa ngày nay là sự phát triển tiếp nối của lịch sử qua các thời kỳ, trở thành một vùng dân cư đông đúc, có nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di cảo, di chỉ khảo cổ học, di tích cách mạng kháng chiến, các phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống. Tất cả những giá trị vật thể, phi vật thể đó, cùng những giá trị về tư tưởng và tinh thần của cha ông để lại cho thế hệ hôm nay đã tạo nên một khu di tích Cổ Loa có bề dày lịch sử văn hóa và giàu về loại hình di tích Việt Nam. Trong chiều dài lịch sử dân tộc, Cổ Loa đã ghi dấu những minh chứng hào hùng của thời kỳ đấu tranh dựng nước. Nơi đây từng là kinh đô của nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên và cả của Vương Triều Ngô buổi đầu độc lập là Ngô Quyền thế kỷ thứ 9. Cổ Loa thời kỳ Âu Lạc An Dương Vương. Cổ Loa thời kỳ dựng nước từ thiên niên kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, tương đương với thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên, Đông Đậu, Gò Mùn, vốn là bãi bồi của sông Hồng, bên cạnh những gò đất cao và đầm lầy, cây cối chằng chịt, chim thú nhiều, dấu tích về những người đầu tiên khai phá khu vực Cổ Loa vào nửa đầu thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên là di chỉ Đồng Vông. Những cư dân tiếp tục sinh sống ở Cổ Loa cũng để lại dấu tích ở các di chỉ như Xuân Kiều, Tiên Hội, Bãi Mèn, Đình Tràng, Dục Tú, Đường Mây. Các hiện vật khảo cổ cho thấy cư dân ở đây thời tiền Cổ Loa đã sống định cư thành một số làng cổ, sử dụng đồ đá, đồ gốm, tre, gỗ, xương làm công cụ để sản xuất nông nghiệp cùng với chăn nuôi, che lưới, khai thác rừng. Đến thời kỳ An Dương Vương năm 208 trước Công Nguyên đến 179 trước Công Nguyên, tương đương với thời kỳ văn hóa Đông Sơn, Cổ Loa là vùng đất cao của đồng bằng châu thổ sông Hồng, được bao bọc bởi Hoàng Giang, là dòng chảy thông với sông Hồng và sông Cầu. Nằm ở vùng đồng bằng trù phú và đông đúc dân cư, giao thông thủy bộ đều thuận lợi, lại có địa hình phù hợp với việc xây thành, đắp lũy, phòng nguy cơ xâm lược của Triệu Đà, Cổ Loa được chọn là kinh đô của nước Âu Lạc thời ấy. Tận dụng triệt để những yếu tố tự nhiên về địa hình, địa vật, An Dương Vương cùng quân dân Âu Lạc trong một thời gian ngắn đã xây dựng xong tòa thành đồ sộ và độc đáo với kiến trúc trong thành, ngoài hào, có đủ các yếu tố thuận lợi cho phòng thủ và tấn công, thủy bộ liên hoàn, trong ngoài kết hợp. Cổ Loa thời Âu Lạc An Dương Vương đã làm tròn chức năng
vai trò lịch sử của mình, vừa là kinh thành, vừa là quân thành, vừa là thị thành. Đó là hệ quả tất yếu của quá trình đô thị hóa lâu dài, cả một phức hệ thành cao, hào sâu, gò đống, hồ ao, đầm dọc, sông ngòi đã tạo nên một Cổ Loa vừa đóng vai trò phòng vệ, vừa có vai trò thủy lợi và giao thường. Nắm giữ trung tâm châu thổ Bắc Bộ đa kỹ nghệ, nhất là nghề luyện kim với nông nghiệp lúa nước, dùng sức kéo gia súc, Cổ Loa thực sự là đô thị cổ đại ở Việt Nam, có quy mô rộng lớn và niên điểm khởi dựng sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á. Thành Cổ Loa được xây dựng trên một diện tích khoảng 400 ha, tổng chiều dài các vòng thành khoảng 16 km, là tòa thành có chức năng quân sự quan trọng trong thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tính chất quân thành của thành Cổ Loa được thể hiện trước hết ở cách xây thành. Thành xây dựng ở giữa vùng châu thổ, trên một khu đất cao, địa hình ven sông lớn, nhiều ao đầm, kết cấu tam trùng thành quách. Đó là ba vòng thành cao, chân thành được kè đá vững chãi. Trong chân thành có rải những lớp gốm dày mỏng khác nhau để chống sụt lở và xói mòn. Khoảng giữa các vòng thành là phía ngoài thành ngoại có nhiều đoạn lũy, ụ, đất dựa trên các đồi sót, thềm sót, đất cao được bố trí và sử dụng như những công sự phòng vệ. Cấu trúc của thành Cổ Loa đạt đến một trình độ kiến trúc quân sự khá cao và khá phức tạp. Thành nội là trung tâm phòng vệ, có 18 ụ đất được đắp cao và nhô ra là những trạm gác. Khi bị tấn công, những ụ đất đó chia cắt quân địch và từ trên mặt thành quân ta dùng tên, nỏ, lao tiêu diệt địch. Thành trung và thành ngoại cùng hệ thống phòng vệ ngoại vi tạo thành những lớp phòng vệ có chiều sâu gồm nhiều tầng, nhiều lớp. Tường thành phía ngoài dựng đứng để quân thù khó vượt qua, phía trong toi thoải để quân sĩ có thể dễ dàng di chuyển lên xuống. Thành cao được phối hợp chặt chẽ với hệ thống phòng thủ khác là hào sâu đào dưới chân lũy và các đường nước chảy dọc ngang miền đất trũng xen giữa các thềm sót và dòi đất cao. Các hào đều được nối với nhau thành mạng lưới liên hoàn, nối với Hoàng Giang qua cửa cống Song, cửa Khâu ở Đầm Cả và nối với hệ thống nước trong toàn vùng châu thổ sông Hồng. Thời Bình là một mạng lưới giao thông rất thuận lợi. Khi chiến đấu, quân thủy xuất phát từ Đầm Cả có thể nhanh chóng triển khai khắp ba vòng thành để cùng phối hợp với quân bộ. Từ thành Cổ Loa, quân thủy có thể theo sông Hoàng xuống sông Cầu hay ngược lên sông Hồng mà tiến xuống vùng đồng bằng và ra biển cả. Thành Cổ Loa mở nhiều cửa ra cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hoặc là cửa đường bộ, hoặc là cửa đường sông. Nó vừa là một quân trấn, vừa là một quân cảng. Thành nội chỉ mở một cửa phía nam nhằm quản lý chặt chẽ sự ra vào. Các cửa thành trung và thành ngoại được bố trí chéo nhau để từ cửa ngoài vào cửa trong phải đi theo những con đường quanh co, hai bên có những ụ đất phòng ngự. Sự bố trí đó nhằm gây khó khăn, cản trở cho kẻ thù, đồng thời tăng cường khả năng phòng vệ của quân ta. Thành Cổ Loa là một căn cứ quân sự kết hợp bộ binh và thủy binh. Người Âu Việt ở miền núi giỏi cung nỏ, người Lạc Việt ở đồng bằng thạo dùng thuyền. Quân thành nước Âu Lạc đã phát huy được hai truyền thống ưu việt đó của người Việt cổ. Tính chất quân thành của thành Cổ Loa còn được thấy rõ qua các cuộc khai quật khảo cổ học tại di chỉ Cầu Vực vào năm 1959, phát hiện được một kho mũi tên đồng. Khai quật trong khu thành nội vào năm 2005, phát lộ một phần lò đúc mũi tên đồng. Và mới đây là cuộc khai quật khảo cổ học vào năm 2007 tại Đền Thượng đã làm xuất lộ hoàn toàn khu lò đúc mũi tên đồng Ba Cạnh. Điều đó khẳng định Cổ Loa là trung tâm luyện kim lớn thời Âu Lạc và mũi tên đồng đã được sử dụng phổ biến trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Âu Lạc trong khu vực thành Cổ Loa. Những dấu tích còn lại trên mặt đất của tòa thành cổ cùng với những hiện vật trong lòng đất mới được phát hiện đã chứng minh thành Cổ Loa thực sự là trung tâm quân sự quan trọng dưới thời Âu Lạc, An Dương Vương. Sách Đại Việt Sử Ký toàn thư chép: Giáp Thìn năm thứ nhất, tức năm 257 trước Công Nguyên. Chu Noãn Vương năm thứ 58, vua đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Trước kia vua nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương, nhưng Hùng Vương binh hùng tướng mạnh, vua bị thua mãi. Rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Quân thuộc kéo sát đến nơi, hãy còn say mềm chưa tỉnh, rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết. Quân lính quay giáo đầu hàng Tục Vương. Bây giờ Tục Vương đắp thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc, cho nên gọi là Loa Thành, lại có tên là Thành Tư Long. Người nhà Đường gọi là Thành Côn Lôn vì thành rất cao. Trong sách Lĩnh Lam Trích Quái chép về chuyện rùa vàng, vua An Dương Vương nước Âu Lạc là người Ba Thục,
họ Thục tên Phán. Nhân vì tổ phụ ngày trước cầu hôn lấy Mị Nương là con gái vua Hùng Vương. Hùng Vương không gả cho, bèn mang oán. Phán muốn hoàn thành chí người trước, cử binh đi đánh Hùng Vương, diệt nước Văn Lang, cải tên nước thành Âu Lạc, rồi lên làm vua, xây thành ở đất Việt Thường. Hễ đắp tới đâu, lại lở tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo Bách Thần. Ngày 7 tháng 3 bỗng thấy một cụ già từ phương Đông tới trước cửa thành mà than rằng, xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được. Vua mừng rỡ đón vào trong điện, thì lễ hỏi rằng, ta đắp thành này đã nhiều lần băng lở, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao? Cụ già đáp, sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng mới thành công. Nói xong, từ biệt ra về. Trong sách Sử Ký của Tư Mã Thiền chép, năm thứ 34, tức năm 213 trước công nguyên, đem đầy những quan coi ngục không thanh liêm đi xây trường thành và đi thú ở đất Nam Việt. Vua Nam Việt họ Triệu Tiên Đà, người huyện Chân Định, trước làm quan úy, bây giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận để đưa những người bị đẩy đến ở lẫn với người Việt. Nỏ Liên Châu. Nỏ là một loại vũ khí lạnh tầm xa đặc thù của người Việt cổ. Ở Việt Nam, lẫy nỏ bằng đồng có niên đại khoảng 2.300 tới 1.800 năm, cách ngày nay được phát hiện khá nhiều. Khoảng thời gian này trùng với thời gian xuất hiện nỏ thần Liên Châu. Việc tạo ra những chiếc lẫy nỏ có cơ chế chốt giữ liên hoàn là một đặc điểm quan trọng tạo nên sức mạnh của mũi tên khiến cho kẻ địch hoang mang, mất bình tĩnh. Đó là yếu tố tạo nên tính thần kỳ của vũ khí nỏ thời An Dương Vương so với các loại vũ khí đương thời và ngay cả với loại nỏ bắn bằng mũi tên có hai cạnh thông thường. Việc đặt cánh cung đàn hồi trên một giá đỡ có thể coi như một phát minh độc đáo trong lịch sử vũ khí nhân loại. Theo sách Lĩnh Nam Trích Quái chép rằng, cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu tìm cách phục dựng lại nỏ thần, trong đó phải kể đến mô hình do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phục dựng. Mô hình được chế tác bằng các dụng cụ thô sơ, dìu chặt, khoan tay tương ứng với hệ công cụ, kỹ thuật Đông Sơn. Kết quả bắn thử cho thấy tầm xa có thể đạt được trên 50 mét với mũi tên đồng bắn đơn. Khi bắn nhiều mũi tên, độ sát thương cao trong vòng 10 tới 20 mét. Vào năm 2019, kỹ sư tên lửa Vũ Đình Thanh chế ra cây nỏ với các mũi tên kích thước nhỏ được xếp trong một ống hình tròn. Đầu mũi tên hướng về phía mục tiêu sẽ bắn. Lực của dây sẽ tác động lên ống hình tròn như là bắn một mũi tên to đi. Sau khi ống hình tròn đi qua phần cánh nỏ thì ống này sẽ bị dừng lại bằng cách hãm giữ. Khi ống tròn dừng lại, các mũi tên còn vẫn tiếp tục bay. Những kết quả nghiên cứu khảo cổ đã chứng minh việc danh tướng Cao Lỗ sáng chế ra loại nỏ bắn cùng lúc nhiều mũi tên là có thật. Điều đó cũng cho thấy, cách đây hơn 2.000 năm, cha ông chúng ta đã đạt đến một trình độ khoa học quân sự rất cao. Đó là nền tảng cho sức mạnh chống ngoại xâm của dân tộc vẫn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là cái mô hình được phục chế lại của trống đồng cổ loa, cũng là một trong những cổ vật nó có tuổi đời tương đương với lại trống đồng Đông Sơn và một số loại trống đồng khác nữa. Trống đồng cổ loa được phát hiện năm 1982 tại khu Mà Tre thuộc xóm Chợ, nằm về phía tây nam cửa Nam thành cổ loa, lọt giữa hai vòng thành Trung và Nội. Trống được chôn ngửa, bên trong chứa gần 200 hiện vật bằng đồng, gốm, một phần mặt trống nhỏ, lưỡi cày, xẻng, cuốc, rìu, giáo, dao găm, mũi tên, thố, mảnh thạp, tiền, mảnh vụn đồng, v.v. có niên đại cách đây trên 2.000 năm. Trống đồng cổ loa cùng nhóm trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, Sông Đà là những trống có hình dáng, hoa văn đẹp nhất và cổ nhất ở Việt Nam. Đặc biệt, đây là chiếc trống đồng Đông Sơn được phát hiện đầu tiên trong thành cổ loa có khắc minh văn chữ Hán được phiên âm. Tây Vu tập bát cổ, trọng lưỡng cá bách bát thập nhất cân, dịch nghĩa, trống thứ 48 của bộ Tây Vu, nặng 281 cân, khoảng 72kg bây giờ. Hoa văn trang trí giữa mặt trống là hình ngôi sao nổi 14 cánh, họa tiết lông công xen giữa các cánh, vành hoa văn số 6 tính từ trong ra ngoài, chia thành hai nửa giống nhau.
mỗi nửa đều có khắc họa hình người hóa trang, hình một ngôi nhà có mái cong, có chim đậu trên nóc, có một cặp nam nữ ngồi đối diện nhau bên trong. Ở một đầu nhà có hình trống đồng mặt nghiêng, đầu kia có người ngồi co gối, mô tả lễ hội cầu mùa của cư dân nông nghiệp. Trống đồng và bộ sưu tập lưỡi cày đồng được phát hiện năm 1982 ở Cổ Loa có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử dân tộc thời dựng nước. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2015, những hiện vật này đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2381/QĐ-TTG công nhận là bảo vật quốc gia. Mời quý vị vào trong cái không gian này. Đây là gian trưng bày có 3 cái cọc bạch đằng. Đây là một trong những hiện vật phục chế thôi. Ông chọn Cổ Loa là thủ đô của mình. Cổ Loa, thời kỳ Ngô Quyền. Sau An Dương Vương, Âu Lạc thuộc về Nam Việt của Triệu Đà, rồi chìm trong ách nô lệ của nhà Nam Hán. Chính quyền đô hộ phương Bắc vẫn chọn Cổ Loa làm thủ phủ, tòa thành cũ của Thục Vương được gia cố để phục vụ cho nhu cầu của chúng. Dân ta bắt đầu 10 thế kỷ liên tiếp chống xâm lược để giành độc lập, tự chủ. Vào năm 938, sau chiến thắng trên cửa biển Bạch Đằng, thời kỳ Bắc thuộc hơn 1.000 năm kết thúc và mở ra thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ cho dân tộc. Mùa xuân năm Kỷ Hợi năm 939, Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương, định đô ở Cổ Loa, lập Dương Thị làm hoàng hậu, thiết lập bộ máy triều đình gồm trăm bá quan văn võ, chế định triều nghi phẩm phục, tạo ra những bước bản lề cho xã hội Việt Nam thế kỷ thứ 10. Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô là muốn dựa vào thành cao, hào sâu, vị trí đầu mối của các luồng giao thông thủy bộ giữa trung tâm châu thổ sông Hồng để triều đình có thể nắm chắc miền châu thổ mà vươn ra quản lý toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Tiền Ngô Vương ý thức rất rõ việc quốc thống, nối nghiệp của các vua Hùng, vua Thục, từ đó cho thấy Ngô Quyền xứng với vị thế là tổ trung hưng của dân tộc Việt. Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm. Cha là Ngô Mân làm chức châu mục, mẹ họ Phạm, người cùng châu. Khi vua mới sinh có ánh sáng lạ đầy nhà, trang mạo khác thường, có 3 nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là Quyền, theo Đại Việt Sử Ký Tuần Thư. Vào năm 20 tuổi, cha mẹ đều mất, Ngô Quyền vào Ái Châu, tức Thanh Hóa, làm nha tướng cho Dương Đình Nghệ. Được Đình Nghệ nhận làm con nuôi, gả con gái là Dương Thị và cho trấn giữ Ái Châu. Ngô Quyền sinh 4 người con trai đó là Ngô Xương Ngập, tức Thiên Sách Vương, Ngô Xương Văn, tức Nam Tấn Vương, Ngô Nam Hưng và Ngô Cản Hưng. Vào năm 937, Kiều Công Tiễn giết hại Dương Đình Nghệ, chiếm thành Đại La và sai người sang Nam Hán cầu viện binh. Nhân dịp ấy, chúa Nam Hán sai con trai là Hoàng Tháo thống lĩnh 10 vạn quân tiến vào cửa biển Bạch Đằng, xâm chiếm nước ta lần thứ hai. Năm 1938, Ngô Quyền đã hạ thành Đại La, giết Kiều Công Tiễn, đánh tan quân Nam Hán trên cửa biển Bạch Đằng. Mùa xuân năm Kỷ Hợi, tức năm 939, Ngô Quyền xóa bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu, đóng đô ở Cổ Loa. Khuôn đúc Cổ Loa, bảo vật quốc gia. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, sưu tập khuôn đúc Cổ Loa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 9 tại quyết định số 2283/QĐ-TTG. Sưu tập khuôn đúc Cổ Loa gồm 11 mang khuôn đúc bằng đá, trong đó có 10 mang khuôn đúc mũi tên đồng ba cạnh và một mang khuôn đúc mũi lao hình cánh én được phát hiện trong quá trình khai quật tại di tích đền thượng Cổ Loa trong 4 năm, từ năm 2004 tới năm 2007, nằm trong một địa tầng ổn định với nhiều di tích, di vật cùng thời. Niên đại thuộc văn hóa Đông Sơn, sơ kỳ thời đại đồ sắt thế kỷ thứ 3 tới thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên, tương đương giai đoạn lịch sử nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương. Bộ sưu tập này, kể từ sau khi phát hiện, nó trở thành hiện tượng khảo cổ học thứ 3 ở Cổ Loa, sau kho mũi tên đồng cầu vực vào năm 1959 và trống đồng, lưỡi cày đồng mà tre năm 1982. Cả ba hiện tượng khảo cổ nổi tiếng này đều liên quan tới nhau, phản ánh hai thành tựu nổi bật của nhà nước Âu Lạc, đó là luyện kim, đúc đồng và nông nghiệp trồng lúa nước của người Việt cổ. Di tích Mà Tre nằm ở phía tây nam cửa Nam Thành Cổ Loa. Tháng 2 năm 2009,
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã đào thám sát và khai quật các hố gần sát với vị trí phát hiện trống đồng cổ loa vào năm 1982 với mục đích tìm hiểu văn hóa Đông Sơn và lớp đất phát hiện trống đồng cổ loa. Lần đầu tiên ở đây phát hiện một di chỉ cư trú quan trọng của thời kỳ Ngô Quyền, thế kỷ thứ 10. Cổ loa từ thế kỷ thứ 19 đến nay. Cổ loa từ nửa đầu thế kỷ thứ 19 là một trong 8 xã của tổng cổ loa thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc, đến năm 1832 đổi là tỉnh Bắc Ninh. Xã cổ loa được chia thành 3 giáp gồm Đông, Đoài và Chùa. Giáp Đông có 4 xóm gồm xóm Chợ, Thượng, Vang, Bãi. Giáp Đoài có 4 xóm Lan Trì, Gà, Dõng Trên, Dõng Dưới. Giáp Chùa có 5 xóm, Nhồi Trên, Nhồi Dưới, Hương, Chùa, Mít. Các xóm ở cổ loa cũng ngày càng phát triển do sự tăng về mặt dân số, vẫn cơ bản phân định ranh giới bằng thành đất. Sự phát triển của các xóm ở cổ loa được đánh dấu bằng việc xây điếm xóm. Đến cuối thế kỷ thứ 19 có 12 xóm xây dựng điếm riêng. Sự xuất hiện của các điếm xóm chứng tỏ các xóm ở cổ loa đã phát triển đến độ mỗi xóm là một cộng đồng dân cư độc lập giống như một làng riêng. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Cổ Loa là một trong 6 tổng của huyện Đông Anh. Tổng Cổ Loa có 5 làng, gồm có Cổ Loa, Thư Cưu, Cầu Xả, Sàn Giã, Mạch Tràng và được chọn làm địa bàn đứng chân hoạt động của Trung ương, các xứ ủy, lúc đó chính thức được gọi là An Toàn Khu. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1965, làng Cổ Loa lần lượt thuộc xã mang các tên Thục Vương, Hồng Lạc, Độc Lập, Quyết Tâm, trong đó khu vực thành Cổ Loa thuộc hai xã Quyết Tâm và Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cổ Loa cùng miền Bắc làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam, đưa đất nước đến thắng lợi cuối cùng. Đến tháng 10 năm 1965, xã Cổ Loa được thành lập và từ tháng 3 năm 1974, quy mô xã Cổ Loa ổn định với các làng là Cổ Loa, Cầu Cả, Mạch Tràng, Sàn Giã và Thư Cưu. Cổ Loa lúc đó gồm các xóm trong thành. Hiện nay, Thư Cưu sát nhập với xóm Thượng và xóm Bãi thành thôn Thượng Cưu, Bãi. Về cơ bản, địa bàn Cổ Loa không có gì thay đổi. Cổ Loa hiện nay là một trong 24 xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Là địa danh một xã, nhưng Cổ Loa cũng là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Sự hình thành các làng, xóm ở Cổ Loa là quá trình hàng trăm năm và cùng với sự hiện diện của tòa thành chủ, những trang sử của Âu Lạc lại hiện về trên từng tấc đất quê hương như là một quá khứ hào hùng và bi tráng, tạo cho Cổ Loa một diện mạo mới, sức sống mới. Người dân nơi đây không quên công lao của cha ông đã đổ bao công sức, máu xương để dựng xây mảnh đất này. Các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, tưởng niệm được trùng tu, hoàn thiện và phát triển theo đà đi lên của xã hội. Hiện nay khu di tích Cổ Loa đã được đầu tư để bảo tồn và phát huy giá trị. Sắp tới đây, khi quy hoạch tỷ lệ 1/500 hoàn thành và các dự án đầu tư được thực hiện, Cổ Loa sẽ trở thành công viên lịch sử, sinh thái và nhân văn, nơi vui chơi của nhân dân thủ đô, một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với thủ đô Hà Nội. Lễ hội Cổ Loa được tổ chức tại Đền Thượng vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng nhằm tôn vinh công đức của An Dương Vương, vị vua sáng lập ra nước Âu Lạc, người đã có công xây dựng thành Cổ Loa. Tương truyền, ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày Đức Vua lên ngôi, một tiệc khao trong 3 ngày liền. Đến mùng 9, vua ban tước cho văn võ bá quan, ngày 12 khao cả dân trong vùng. Trước đây từ 3 đến 5 năm lễ hội được tổ chức một lần, diễn ra trong 12 ngày từ mùng 6 đến ngày 18 tháng Giêng. Năm nào mất mùa hoặc bị thiên tai thì tổ chức trong 6 ngày gọi là bán trà. Đặc biệt, lễ hội Cổ Loa do bát xã Loa Thành tổ chức.
bát xã là 8 làng cổ. Đứng đầu là Cổ Loa, rồi đến Văn Thượng, Ngoại Sát, Mạch Tràng, Cầu Cả, Đài Bi, Sàn Giã và Thư Cưu. Lễ hội gồm có hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức tại đền thượng theo nghi thức cổ truyền với những nghi thức lễ, tế và rước rất long trọng, trở thành lễ hội lớn nhất của cả vùng và lớn nhất Thăng Long xưa. Mở đầu buổi lễ là tục dâng lễ, sau tiếng trống lệnh, bát xã, tức 8 làng, theo thứ tự tiến vào cung vua, anh cả quậy, được vào tiến lễ trước tiên. Việc anh cả được vào tiến lễ trước có nguyên do, khi An Dương Vương định đô xây thành đã di rời dân trạ chủ xuống làng quậy. Về sau, để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nhường đất xây thành, vào các ngày hội Cổ Loa, anh cả quậy bao giờ cũng được tôn vinh, quý trọng được vào lễ trước. Tiếp đó, các làng trong bát xã Loa Thành lần lượt tiến lễ bằng sản phẩm do làng làm ra để dâng vua, gọi là thi lễ trong bát xã. Tục lệ này nhằm động viên nhân dân bát xã thi đua lao động sản xuất, khuyến khích nghề truyền thống của địa phương. Sau khi tế lễ ở đền thượng xong, cụ đám ở đền sắp cho mỗi đoàn rước 5 khuôn bỏng chủ đặt lên kiệu rước về. Ra khỏi đền thượng, các đoàn rước kiệu quanh hồ Bán Nguyệt sang phía đình Ngự Triều, Di Quỳ và Am Mỹ Châu. Sau đó đám rước làng nào về làng nấy và lễ ở đình làng mình. Trong dịp hội, cả một vùng xung quanh Cổ Loa nhộn nhịp trong tiếng trống, chiêng, dân làng hồ hởi ra đón đoàn rước về đình làng mình. Đoàn rước đủ màu sắc, nghiêm túc nhưng hân hoan phấn khởi như những người tham gia dự hội. Các hoạt động văn nghệ truyền thống và trò chơi dân gian được tổ chức trong khu vực trung tâm khu di tích, đó là biểu diễn tuồng, trèo, múa rối nước, hát quan họ trên thuyền, bắn nỏ, cờ người, đấu vật, đù tiên, ném còn, đập niêu đất, trọi gà và một số môn thể thao mới như bóng chuyền, đu quay, v.v. Đến với lễ hội Cổ Loa, chúng ta không chỉ được say sưa trong những câu chuyện truyền thuyết xưa mà còn đến với những giá trị văn hóa mang vẻ đẹp và sức mạnh trường tồn. Bỏng chủ. Bỏng chủ là món ăn chỉ có ở Cổ Loa, làng chủ thời xưa. Tương truyền bỏng chủ là một loại lương thực dự trữ của quân lính khi ra trận vì để được lâu ngày. Đây cũng là đồ lễ không thể thiếu trong lễ hội Cổ Loa mùng 6 tháng Giêng, dâng lên vua để tưởng nhớ công ơn của người. Vì là lễ vật dâng cúng nên người làm bỏng phải trai giới sạch sẽ trước khi vào rang và nén bỏng. Nghề làm bỏng chủ ở Cổ Loa có từ lâu đời và tồn tại cho đến ngày nay. Bỏng được làm từ nếp cái hoa vàng, hạt nếp phải tròn, hạt mọng, trước khi rang phải đổ xuống nền đất 5 ngày, thì khi rang thóc mới nổ to và đều. Trước kia Cổ Loa dành hẳn một khu ruộng công để cày cấy lấy gạo làm bỏng. Ngày nay, thóc nếp làm bỏng chủ yếu là mua từ làng Dục Tú hoặc vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. Nguyên liệu còn có thảo quả, vừng, lạc, trong đó thảo quả là vị rất đặc trưng của bỏng chủ. Thảo quả được rang rồi nghiền nhỏ, trộn cùng bỏng tạo vị thơm ngọt. Dụng cụ của nghề làm bỏng gồm chảo gang cỡ lớn, thường khoảng 1 mét, đặt trên một bếp lò tự đắp, lửa luôn được điều chỉnh. Lúc mới rang giữ lửa vừa, khi thóc nổ nhiều phải cho lửa to. Sử dụng bó que tre hoặc đũa đảo liên tục, đều tay trong suốt quá trình rang. Khi đã nổ đều, thóc được đem xào bỏ lớp chấu bên ngoài. Người ta dùng 3 loại xào khác nhau để xào chấu, gồm có xào hoa to, xào hoa vừa và xào cụm. Tương ứng với 3 loại xào sẽ được sản phẩm là hoa 1, hoa 2, hoa 3. 3 loại hoa bỏng sau khi sạch vỏ chấu sẽ được đem trộn đều cùng với hỗn hợp nước đường mật đun chảy để nguội cùng vừng, lạc, thảo quả đã rang chín, nghiền nhỏ. Nghiền đường sao cho khéo để khi trộn vẫn còn một ít hạt đường nhỏ, sau khi trộn thì cho vào khuôn nén. Rang, xào bỏng thường được làm trước lễ hội khoảng 1 tháng. Nhưng trộn và đặc biệt là nén bỏng chỉ được làm trước lễ hội khoảng 5 ngày đến 1 tuần, khoảng 29 tháng chạp. Bỏng nén thành bánh bởi hai người, một người cầm chày nén mạnh khoảng 20 nhát, một người giữ khuôn cho chặt. Bánh bỏng có hình chữ nhật kích thước 25cm x 30cm, chiều dây tùy ý hoặc có kích thước khoảng 37cm x 10cm x 10cm. Bỏng sau khi ra khuôn được xoa một lớp áo bột được làm từ một phần hoa bỏng nghiền nhỏ. Để khoảng một đêm thì đem cắt nhỏ, mỗi khuôn bánh bỏng chia làm đôi. Mỗi nửa khuôn cắt thành 5 miếng được gói trong hai lớp giấy trong dùng giấy báo giúp chống ẩm, lớp giấy ngoài là giấy đỏ trông đẹp mắt, dùng lạt bổ chặt. Người Cổ Loa làm được 3 loại bỏng thửa, bỏng nặng và bỏng nhẹ khác nhau tùy thuộc vào cách thức tỷ lệ trộn mật. Bỏng thửa
Loại này nhiều mật và có thêm thảo quả thường dành cho đi lễ hoặc dùng trong những công việc trọng đại như cưới hỏi, mừng thọ. Bỏng nặng, loại này ít mật hơn và không có thảo quả. Bỏng nhẹ, loại này ít mật, không có thảo quả và không có lạc. Bỏng nặng và bỏng nhẹ dùng để bán hoặc ăn thông thường. Ngoài số lượng không lớn thường làm theo đơn đặt hàng hay bán ngay tại chợ làng, bỏng cổ loa chủ yếu được những người phụ nữ mang đi bán ở các chợ trong vùng như chợ Sọ thuộc Phủ Lỗ, chợ Chờ thuộc Yên Phong Bắc Ninh, chợ Núi thuộc Sóc Sơn, chợ Me, chợ Dầu, Từ Sơn Bắc Ninh hay chợ Bưởi, Hà Nội. Đây là nghề góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân, đồng thời cũng là một kênh quảng bá thiết thực những giá trị văn hóa cổ truyền của cổ loa. Bún quả làng Mạch Tràng là món ăn dân dã quen thuộc của người dân cổ loa. So với những sợi bún của nhiều vùng quê khác, bún Mạch Tràng không trắng sáng, bắt mắt mà lại có một màu trắng ngà rất đặc trưng. Sợi bún Mạch Tràng cũng dài, dai hơn sợi bún của nhiều vùng quê Việt. Đây là bí quyết riêng của những người thợ làm bún Mạch Tràng. Gạo là nguyên liệu chính để làm ra bún. Sự khác biệt căn bản trong cách thức làm bún của làng Mạch Tràng so với những vùng quê khác ở chỗ, thông thường gạo được vo, đãi sạch và đem ngâm nước qua đêm, sau đó đưa vào xay nhuyễn cùng với nước để tạo thành bột gạo dẻo, nhão. Tại Mạch Tràng, gạo trước khi mang đi xay nhuyễn được ủ bằng chăn trong khoảng 2 tới 4 ngày, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Gạo sau khi ủ được vớt ra, rửa sạch cho vào ngâm trong nước từ 1 tới 2 ngày. Khi thấy hạt gạo mềm thì cho vào xay. Nước bột được ngâm khử chua 2 ngày rồi đưa lên bàn ép thành bột. Những người thợ cắt bột thành từng quả, gọi là quả trùng, đem luộc chín trong khoảng 15 tới 20 phút, sau đó lại cho vào cối, giãn nhuyễn rồi đưa vào khuôn tay vắt thành sợi bún xếp vào thúng có dài một lớp lá ngái dưới đáy. Bún Mạch Tràng được người dân mang đi tiêu thụ ở các chợ trong vùng như chợ Sa, chợ Tó, chợ Mè. Nghề làm bún yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác cao, thể hiện sự tinh tế của người thợ. Sản phẩm bún Mạch Tràng không những có thể ăn trực tiếp kèm với nhiều loại thực phẩm khác tạo thành các món ăn như bún mắm, bún chả, bún đậu, v.v. mà còn được dùng để xào với rau cần. Bún xào cần từ lâu đã trở thành món ăn truyền thống của cổ loa. Đây là một sản phẩm không thể thiếu của người dân vùng cổ loa dâng lên vua An Dương Vương trong lễ hội cổ loa mùng 6 tháng Giêng và ngày siêu bà chúa ngày 13 tháng 8 hàng năm. Với những giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ nổi bật, ngày 27 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1419 QĐ-TTG công nhận khu di tích cổ loa là di tích quốc gia đặc biệt và quyết định số 1004 QĐ-TTG ngày 3 tháng 7 năm 2015 phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích thành cổ loa tỷ lệ 1/2000 với diện tích tổng thể 860 ha theo định hướng phát triển là công viên lịch sử sinh thái nhân văn. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa chỉ, lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.